Ma búp bê. Mẹ ơi, sắp xong chưa mẹ? Xong rồi, búp bê của con đây. Ôi, búp bê của con. Xinh quá, xinh quá. Chị đặt tên cho em là bé bông nha, yêu bé bông của chị lắm. Học bài với chị nha. Cái gì thế này? Một con búp bê vải ư? Đúng vậy, đó là con búp bê mà mẹ tớ đã làm cho tớ đó. Em ấy có tên là bé bông. Ôi dào, toàn là vẽ rách vá lại, làm sao mà bằng búp bê Barbie của tớ chứ. Xem đây, đây mới gọi là tuyệt đỉnh búp bê nhé. Wow, đẹp thế. Đương nhiên rồi, con búp bê này được ba mình mua từ nước ngoài về cho mình đó. Nó không chỉ đẹp thôi đâu, nó còn biết nói chuyện với mình nữa cơ. Cậu xem nè. Xin chào bạn, bạn có khỏe không? Mình là búp bê Baby, mình rất vui được chơi với bạn. Wow, đúng là đẹp thật đấy. Lại còn biết nói chuyện nữa chứ. Tuyệt thật, bạn cho mình chơi xíu nha. Ừ, được, cậu cứ chơi thoải mái, ở nhà tớ còn nhiều lắm. Thích quá, thích quá. Mẹ ơi, mẹ đã về. Ừ, con gái của mẹ đã đi học về rồi đó à. Mẹ, mẹ mua búp bê Barbie cho con nhé. Con có búp bê rồi mà, chẳng phải con rất yêu quý bé bông của con sao? À, con chẳng thích nữa rồi. Bé bông chẳng biết cười, chẳng biết cử động tay chân, chẳng biết nói chuyện với con gì cả. Chỉ có búp bê Barbie mới biết làm như vậy thôi. Mẹ mua cho con, mẹ nhé. Được rồi, để mẹ đi chợ, mẹ tìm mua búp bê Barbie cho con nha. Yeah, vâng ạ. Thích quá, thích quá. Của chị, em đi đâu thế? Hôm nay mẹ dậy sớm vậy mẹ? Ồ, búp bê bông đó à, mẹ tưởng con đang ngủ với bé Vi. Chị Vi không thích con nữa rồi. Chị Vi không ôm con, không cần chơi với con, không cần cho con ngủ chung với chị nữa. Sao có thể như vậy được? Bé bông của mẹ là nhất mà. Bé bông là tâm huyết của mẹ, là tấm lòng của mẹ, là tình cảm của mẹ. Lẽ nào bé Vi lại không quý chứ? Mẹ ơi, có phải mẹ dậy sớm hơn để làm thêm kiếm tiền mua búp bê Baby cho chị Vi không? Ờ, mẹ... mẹ... mẹ cứ mua búp bê Baby cho chị Vi nhé. Con không buồn đâu, con cũng muốn chị Vi được vui như mẹ mà. Không, con không cần búp bê Barbie nữa, con chỉ cần mẹ và bé bông thôi. Mẹ ơi, bé bông ơi. Mẹ ơi. Ồ, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Ôi, bé bông của chị, bé bông của chị. Chị không cần búp bê Barbie gì nữa đâu. Chị chỉ cần em thôi, chị chỉ thương em mà thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không phải mua búp bê Barbie cho con nữa đâu. Con không cần búp bê Barbie nữa, con đã có bé bông rồi. Mượn tạm. Con muốn đi chơi cơ, con không muốn về nhà bà đâu. Mẹ hứa hôm nay cho con đi chơi mà. Sáng nay mẹ bận rồi, để chiều nha con. Mẹ đang rất vội, con đừng có lằng nhằng nữa.
Thôi, mẹ quên đem mũ bảo hiểm xuống rồi. Mẹ ơi, thế mình lại phải quay lên nhà lấy mũ à? Bây giờ mà chạy lên thì trễ việc của mẹ mất. À, sao mẹ lấy mũ của người ta hả? Thế là lấy trộm phải không ạ? Con nói bé thôi, đây không phải là lấy trộm, mẹ chỉ mượn tạm thôi, chiều về mẹ sẽ trả lại. Nhưng mẹ đâu có hỏi mượn ai đâu. Thôi nào, mẹ đã nói là mẹ mượn tạm thôi mà. Con có lên nhanh không? Muộn giờ của mẹ rồi. Chơi vậy đủ rồi, về thôi con. Con vừa chơi mà. Đằng kia có quán kem kìa, nhanh ra đây, mẹ cho đi ăn kem. Vừa như anh, đúng đôi mình thích. Cái này là chỉ mượn tạm thôi mà. Anh lấy mất đôi giày đẹp của con rồi ba ơi. Con xem lại xem có lẫn ở đâu không. Bé bị đi nhầm giày hả anh? Thật là ngại quá. Vì cái này bên em cũng chưa có tủ đựng đồ nên không quản lý được. Đôi giày đó ba vừa mua cho con, con chỉ thích đôi giày đó thôi. Cũng sắp hết giờ chơi rồi, hay là anh đợi một chút, các bé về hết, còn thừa đôi nào thì đi tạm về. Cảm ơn cô, nhưng đó cũng không phải là dép của con gái tôi. Tôi không bao giờ dạy bé chuyện lấy đồ của người khác. Để ba mua cho con đôi giày khác nha. Con thích ăn kem gì nào? Con ăn kem sô-cô-la. À, bạn kia lúc nãy chơi với mình mà. Đúng đôi giày của tớ rồi. Ba ơi, bạn này lấy giày của con. Bông, bước ra đây mẹ xem nào. Con lấy ở khu vui chơi. Đúng rồi, cháu bị mất giày ở khu vui chơi. Cô xem ở góc giày có ghi Hoàng Linh là tên của cháu đó ạ. Ai dạy con thế hả? Không phải của mình mà dám lấy để đi. Con có biết thói đó là xấu lắm không hả? Trả lại cho bạn mau. Mẹ bảo đó không phải là ăn trộm. Con cũng chỉ mượn tạm thôi mà mẹ. Thôi chị à, con bé còn nhỏ, nó không hiểu chuyện. Chị cũng đừng mắng cháu nó, tội nghiệp. Vâng, xin lỗi anh. Việc dạy dỗ con cái không dễ chút nào cả. Bậc làm cha mẹ như chúng ta còn phải cố gắng nhiều chị à. Vâng, tôi hiểu. Thôi chào chị. Cháu chào cô, chào bạn nha. Gương soi hạnh phúc. Đoạn đường đi qua ngã tư đường Sơn đang có lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc. Xin chào bạn. Nếu bạn nghe được thông tin này, chứng tỏ bạn là một người rất may mắn. Bạn và người thương được mời tham gia một chuyến du lịch mang tên chuyến du hành tình yêu. Không cần tìm kiếm, chúng tôi sẽ tự đến với bạn. Bây giờ quảng cáo lại xen ngang đài phát thanh nữa, đúng là hết chỗ nói. Báo cáo công việc hôm nay đây ạ. Cảm ơn em. Hôm nay mấy giờ anh về? Hôm nay có cuộc họp, chắc anh sẽ về hơi muộn. Em cũng phải đợi anh đâu. Anh nói cuộc họp giờ lại rồi mà. Hôm nay ngày gì anh nhớ không? Họp đột xuất, làm sao tránh được em. Thôi anh cúp máy đây. Về anh sẽ mua quà cho em. Anh Dũng tâm lý quá ha. Mua quà cho vợ thường xuyên. À, nhiều khi chỉ là câu cửa miệng thôi em à. Để dễ đi với bạn bè. Em hiểu mà.
các chị lúc nào cũng tìm cách bó buộc chồng mình. Nếu như là em sẽ để chồng phải giữ mình, chứ mình không cần giữ chồng đâu. Em thì nhất rồi, đàn ông ở công ty này ai cũng ao ước được em để ý tới còn gì. Còn anh thì sao, anh có muốn như thế không? Anh... Thú thật là em không cần ai để ý, chỉ cần một người thôi, người đó là anh đó. Anh nhìn này, em tình cờ có voucher tour du lịch đặc biệt tên là Chuyến Du Hành Tình Yêu, nghe nói thú vị lắm, anh có thể đi với em được không? Anh... Anh lại uống say rồi phải không? Họp hành gì mà uống nhiều như vậy? Thế họp xong thì không cần ăn uống à? Cứ về đến nhà là cao nhau, bực cả mình. Dũng, sao con lại to tiếng với vợ như thế hả? Mẹ lên hồi nào vậy? Em đã dặn anh là hôm nay mẹ lên chơi, nhưng anh không nhớ gì cả. Cô thì biết cái gì, công việc bù đầu ai mà nhớ được chứ. Con xin lỗi mẹ, con đi ngủ đã, có gì mai nói chuyện nha. Ôi, An à, hai vợ chồng con có chuyện gì phải không? Lần nào mẹ lên á cũng thấy thằng Dũng nó cáu kỉnh với con thế. Chắc là vì công việc của anh ấy bận quá thôi mẹ à. Gì đây nhỉ? Chuyến du hành tình yêu. Anh sẽ có quà cho em. Ôi, thì ra anh ấy có chuẩn bị quà cho mình thật. Tự nhiên lại thành ra thế này cơ chứ. Chưa đi được là thế nào? Đã có vé rồi thì cứ thế đi du lịch thôi. Nhưng mà hiện tại thật sự con rất bận. Con mua cái voucher đó cho An vui thôi. Hay là mẹ đi cùng cô ấy coi như là một chuyến du lịch đi. Thôi thôi không có được. Bận gì cũng không bằng gia đình. Gác lại hết đi du lịch với vợ một chuyến đi. Mẹ thấy hai vợ chồng con cần hâm nóng tình cảm rồi đó. Anh chị may mắn lắm mới được tham dự chuyến du lịch này đấy. Có gì mà bay chứ, chỉ là du lịch thôi mà. Không đâu, cơ hội là 1/10 vạn cặp đôi. Nó chứng tỏ anh chị rất có duyên đấy. Đúng là vớ vẩn, mấy chiêu quảng cáo rẻ tiền. Anh Dũng, anh tỉnh lại đi, đến nơi rồi. Hả? Đây là đâu thế này? Khu du lịch gì mà vắng vẻ thế? Còn vợ tôi đâu? Đây là một không gian đặc biệt, nó giúp anh du hành thời gian được dễ dàng hơn. Vợ anh cũng đang ở một nơi tương tự. Anh nói gì tôi chẳng hiểu. Cái gì mà du hành thời gian, rồi không gian đặc biệt cái gì? Đây là vòng tròn thời gian, nói đơn giản là chuyến du lịch của chúng tôi sẽ cho phép anh đi đến một khoảng thời gian bất kỳ mà anh lựa chọn. Chuyện này là thật sao? Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Nếu anh không tin, anh cứ chọn một ngày rồi bước qua vòng tròn thời gian này. Tôi có thể chọn một ngày bất kỳ sao? Đúng thế, nhưng nó phải liên quan tới người đồng hành của anh, tức là vợ anh, vì đây là chuyến du lịch tình yêu mà. Thế thì còn gì vui nữa chứ? Ngày nào mà chả nhìn thấy nhau đến phát chán ra rồi. Anh hãy nghĩ xem có điều gì anh muốn biết về vợ mình không. Ngày nào cũng nhìn thấy bộ mặt cao có của cô ta. Hay là hôm nay mình thử xem ngày nào cô ta vui vẻ nhất ha. Tôi muốn đi tới ngày bà vợ tôi cười tươi nhất, rạng rỡ nhất. Được, mời anh bước vào vòng tròn. Trời ơi, chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy rạng rỡ đến như thế. Đúng là nụ cười đã làm mình rung động. Nhìn em hôm nay đẹp lắm. Anh thích vợ anh luôn như thế này. Anh nói thế là có ý gì? Chúng ta đã ly hôn mà. Anh không ngại cô Bích hiểu lầm mà. Cái gì? Ly hôn? Dù sao cũng cảm ơn anh đã khen. Nụ cười hôm nay của em là kết quả của bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vì anh. Vì nếu kéo một người chồng vô tâm, ích kỷ như anh. Em nói sao? Giờ thì em đã tỉnh ngộ rồi. Em thấy rất hạnh phúc và tự do. Em sẽ sống cho riêng em. Chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa. Khoan đã, An ơi, An. Thế có nghĩa là sao? Chúng tôi sẽ ly hôn ư?
Nếu anh nhìn thấy điều đó thì đúng là như thế. Cô ấy cười rạng rỡ nhất khi chúng tôi ly hôn ư? Tôi là người tệ bạc đến thế sao? Không thể nào. Đó chính là lý do hai vợ chồng anh được tham dự chuyến du lịch này. Dù ban đầu người anh định đồng hành không phải là vợ. Sao anh biết? Chỉ những người có duyên mới tham dự được chuyến du lịch này thôi. Duyên ở đây là tình cảm dành cho nhau ở sâu thẳm trong tim mỗi người. Có thể anh không nhận ra, nhưng nó vẫn ở đó. Nhưng còn vợ tôi, cô ấy có biết chúng tôi sẽ ly hôn không? Cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Cô ấy lựa chọn ngày mà anh buồn bã, thất vọng nhất. Đó là ngày anh bị phá sản. Anh muốn biết quyết định của cô ấy không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ sát cánh bên cạnh anh. Anh Dũng, anh về rồi sao? An ơi, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc, để nụ cười của em luôn nở trên môi. Em cũng thế. Anh Dũng, anh thấy sao? Em cho anh hai cái voucher này được không? Anh sẽ đi với vợ. Cảm ơn em. Anh... Nhiệm vụ được thực thi. Thế nào rồi John, đã kiếm được thông tin gì về đối thủ của chúng ta chưa? Mấy ngày nay mò mẫm suốt mà cũng chưa thấy. Căng đây, nhiệm vụ này có ý nghĩa sống còn đối với sự đổi mới của công ty chúng ta. Giám đốc giao cho đội mình nhất định phải làm được. Giờ chỉ còn cách tìm cách tiếp cận người của Tiles. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, cũng tại tôi vội quá đấy. Cô làm ở tòa nhà này à? Vâng. Hai, cuối tuần này cô có rảnh không? Đi xem phim với tôi nhé. Để xem có phim gì hấp dẫn không đã. Phim cổ điển lãng mạn nhé. Không, tôi thích xem phim kinh dị hơn. Ok, tôi cũng muốn thử cảm giác xem phim kinh dị. Em làm ở công ty đó là làm ở vị trí nào vậy? Em làm quản lý dữ liệu. Tặng em này, Lena. Hai, chờ em lát nhé. Hôm nay về nhà em sẽ nấu thiết đãi anh một món đặc biệt nhé. Em bảo em còn nhiều việc phải làm cơ mà. Vâng, hôm nay mời cơm anh, chẳng lẽ em lại làm việc? Không sao đâu, em mang việc về nhà mà làm. Anh không muốn vì anh mà em bị sếp mắng. Vâng, vậy anh đợi em lát nhé. Em lấy ít tài liệu mang về làm. John, anh đang nghĩ gì vậy? Không, anh không nghĩ gì cả. Thế em nghĩ gì? Anh biết không, anh là người thứ hai sau mẹ mà em có cảm giác bình yên khi ở bên. Lena, cảm ơn tình cảm của em dành cho anh. Nhưng mà có lẽ anh sắp phải đi xa. Anh đi đâu? Anh đi công tác. Không sao, bao lâu em cũng chờ anh được mà. Nhất định thế. Chính cô đã bán đứng công ty để lộ thông tin ra bên ngoài. Tôi thật không thể ngờ cô lại là hạng người đó đấy, Lena. Tôi thật sự không biết gì mà, tôi không có làm chuyện đó. Xin giám đốc, hãy nghe tôi giải thích. Cô hãy nhanh đi khỏi đây và chuẩn bị cho bản án của mình đi. Tôi sẽ khởi kiện. John, em đã thật lòng yêu anh, yêu anh rất nhiều. Đổi lại là thế này sao? Chúng ta sẽ tham khảo những thông số này để đưa ra một kế hoạch
thật là hoàn hảo cho mình. Vậy là lần này cậu đã lập được công lớn rồi John. Cậu đã thành công rồi. Anh biết không, anh là người đầu tiên sau mẹ em mà em có cảm giác bình yên khi ở bên. Thành công gì chứ, đổi lại là sự ân hận và nỗi cô đơn. Lena ơi, anh thật là một gã tồi. Hoa cúc vàng. Trời sáng rồi. Ôi, sương ngọt quá. Cúc đại ơi, dậy đi. À, có chuyện gì vậy Cúc Huy? Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ cả lên rồi. Cậu không để ai ngủ hả? Cậu xem kìa, có rất nhiều giọt sương động trên cánh hoa của cậu. Mùi vị của nó vừa ngọt vừa mát. Cậu thử đi. Sương mai có gì hay, lạnh chết đi được. Cậu thích thì tự đi mà uống, tớ không cần. Cúc đại đoá, bạn thật là đẹp. Những cánh hoa của bạn vừa to vừa dày, lại vàng rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Tất nhiên rồi, tớ đẹp nhất khu vườn này mà. Gió to quá. Ơi, những cánh hoa của mình chúng bị rụng mất rồi. Xem kìa, có một cơn gió mạnh thổi qua mà đã không chịu nổi rồi. Mình... Anh Vương, anh cho tôi xin mấy bông cúc đại nhé. Hôm nay nhà tôi có chút việc, tôi muốn mang về cắm một ít. Vâng, chị cứ lấy đi, không có gì đâu ạ. Cảm ơn anh. Cúc Huy, cậu nhìn kìa, con người cần đến chúng tớ. Rồi mai đây chúng tớ sẽ được chu du làm những việc có ích. Đâu có như cậu, chẳng có ai quan tâm cả. Cậu cũng thuộc họ nhà Cúc mà bé tí tẹo. Nhìn cậu chẳng có tí sức sống nào cả. Cúc đại đoá nói đúng, mình thật vô dụng. Nào, anh Bảo đưa tôi ra đây để cho tôi biết bí quyết pha loại trà hoa thơm ngon hảo hạng cơ mà. Để có được loại trà mà anh vừa uống, tất cả là nhờ vào đó đấy. Ồ, anh nói vậy là sao? Loại trà mà anh uống gọi là trà hoa cúc. Tôi đã dùng những bông cúc khuy này làm nguyên liệu ủ trà. Quy trình chế biến cũng khá phức tạp. Tôi hay những bông cúc khuy này khi sương sớm vừa tan, phơi khô nó trong nắng dịu. Hoa cúc có vị ngọt của sương sớm, vị thơm của nắng vàng và mùi vị thảo mộc quyến rũ từ những cánh hoa bé nhỏ. Nhưng với tôi chỉ thích hương vị thuần khiết, thanh tao của loại cúc này. Nó còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp tinh thần sảng khoái. Không ngờ, loại cúc bé xíu khiêm nhường này lại ấp ủ một thứ hương vị quyến rũ và công dụng thần kỳ như vậy. Thì ra là vậy. Tôi phải xin anh một ít giống hoa cúc khuy về trồng mới được. Tất nhiên rồi. Wow, không ngờ cúc khuy lại được yêu quý như thế. Đúng đó, cậu ấy có rất nhiều công dụng tuyệt vời. Cúc Huy, tớ ngưỡng mộ cậu quá. Tớ xin lỗi vì đã coi thường cậu. Tớ tin rằng mỗi chúng ta đều có sứ mệnh riêng của mình. Các cậu thì góp phần làm đẹp cho những ngôi nhà, còn chúng tớ thì mang đến hương vị dịu mát cho những chén trà, xua tan sự mệt mỏi cho những người thưởng thức trà. Chúng ta đều giúp ích được cho con người, đó là điều hạnh phúc nhất. Ừ, cậu nói đúng, chúng ta đều giống nhau là mang lại niềm vui cho con người. Tiếng hót chim vàng anh. Hay quá, hay quá.
Vàng Anh là số 1. Hoan hô Vàng Anh. Vàng Anh hát nữa đi. Vàng Anh ơi, tiếng của chị sao mà ngọt như mật ong. Chúng tôi nghe chị hót những muốn nở đẹp hơn. Vàng Anh ơi, tiếng hót của em nghe như gió reo, phấn chấn quá. Chúng tôi nghe lòng rộn rã cả lên. Ôi, khu rừng này thật đẹp. Mọi thứ đều thật đáng yêu. Hôm nay mình sẽ hát thật hay, hẳn mọi người sẽ vui lắm đây. La la la. Đây, sóc nâu. Cậu đánh rơi hạt dẻ này, làm gì mà vội thế? Tớ vừa nhặt vừa chạy theo cậu mệt ơi là mệt. Tớ đang mang những hạt dẻ này về nhà sớm. Nhanh còn ra suối nghe Vàng Anh hát nữa chứ. Này nhím, cảm ơn cậu nhé. Thôi tớ phải về đây. Cảm ơn cậu nhé. Mọi người làm việc gì cũng được trả công. Tiếng hát của mình làm mọi người vui vẻ là thế. Sao mình chẳng được gì nhỉ? Mình không thể cứ vì họ mà hót không mãi được. Ông trời phú cho mình giọng hát mà không hát là sao? Không thể chịu được. Mình phải hát, phải hát, phải hát. Nhưng mình sẽ hót ở chỗ nào không có ai. Tội gì mà... À, kia rồi. Lại là những bông hoa. Ta không thể hót cho chúng nghe miễn phí được. Dòng suối kia chắc cũng đang giỏng tai nghe trộm. Mình có phải là đài phát thanh đâu. Quên đi, mình không thể hót cho chúng nghe. Mình sẽ không bao giờ cất tiếng hót nữa. Để xem chúng lắng nghe gì nào. Ôi! Vàng Anh, cháu có sao không? Cháu không sao. Bác lo quá. Chỉ sợ cháu bị đau thì lại không hót cho mọi người nghe được. Mà sao cháu đang hót lại định bay đi đâu? Cháu bị đau họng, không hót được nữa. Cháu về nhà nghỉ thôi. Ừ, thế cháu về nghỉ đi. Giữ gìn sức khỏe và giọng hát tuyệt vời nhé. Cả khu rừng này chỉ mong cháu khỏe để còn nghe cháu hát thôi. Không hót, không hót, không hót nữa. Nhất định không hót nữa. Ai thế nhỉ? Chúc Vàng Anh sớm khỏe mạnh nhé. Vàng Anh ăn nhiều lấy sức nhé. Vàng Anh ơi, đỡ ốm chưa? Tôi vẫn chưa đỡ. Mọi người về đi, cho mình nghỉ nhé. Tưởng hối lộ một tí như vậy là mình lại hót cho nghe sao? Nhịn hót lâu ngày thật khó chịu. Bản chất của mình là hót, phải hót vang cơ mà. Mình không thể hót được. Không thể hót được nữa rồi. Chỉ tại mình ích kỷ. Mình cứ thích giữ giọng hót cho riêng mình. Bây giờ mình muốn hót cho mọi người nghe cũng không được nữa rồi. Việc mọi người đón nhận, lắng nghe giọng hót của mình đã là một niềm hạnh phúc. Sao mình còn đòi hỏi gì chứ? Ôi, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Vui quá, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thật khủng khiếp. Mọi người ơi, qua bên bờ suối nhé. Tôi sẽ hát cho mọi người nghe. Những thanh củi. Rét quá. Chúng ta đúng là những người thiếu may mắn khi bị lạc khỏi đoàn trong hoàn cảnh như này. Tôi e là sắp có bão tuyết. Chúng ta sẽ phải chôn thân nơi đây mất. Mọi người nhìn kìa, bên kia có một hang động. Chúng ta có thể vào đó trú tạm. Tuyệt quá, mau lại đó thôi. Tuyệt quá, còn có lửa sưởi ấm nữa. Lửa vẫn cháy lớn. Có lẽ người trú ở đây vừa bỏ đi. Đúng là trong cây rủi có cây may. Tuyệt quá. Cũng may mỗi người trong chúng ta trước khi đi đều được trưởng đoàn phát cho một thanh gỗ lớn làm củi. Vậy là không sợ lửa tàn rồi. Nhưng phải tiết kiệm.
Chưa biết lúc nào hết bão tuyết và bao giờ chúng ta thoát khỏi đây đâu. Phải đi. Trời về đêm hình như trở lạnh hơn thì phải. Lửa cũng sắp tắt đến nơi rồi. Sao mình phải ném thanh củi của mình vào trước chứ? Người kia phải làm đầu tiên mới phải. Cái lão béo kia, sửa nhiều nhất thì phải cho củi vào chứ. Hắn không cho củi vào, thế thì tội gì mình phải hy sinh thanh củi của mình. Nhớ bão tuyết còn dài thì sao? Lửa sắp tắt rồi. Hay là mình cho vào nhỉ? Nhưng thanh củi trong hoàn cảnh này là rất quý, là vật phòng thân rất tốt. Sao phải chia sẻ cho lũ người không quen biết này? Lửa sắp tắt đến nơi rồi. Tại sao họ không cho củi vào nhỉ? Rét thế này, củi là tài sản. Mình chẳng giải gì dùng nó sưởi ấm cho cả bọn. Giá như có ai chịu hy sinh trước đã đành. Đằng này... Lửa sắp tắt rồi, mau cho củi vào đi. Phải đây, anh cho vào đi. Tại sao lại là tôi? Tại sao một trong số các người không cho củi vào? Ai đó cho trước đi rồi tôi sẽ cho. Ai cho trước đi, tôi sẽ cho sau. Tôi cũng thế. Anh cho trước đi, cô cho đi. Ở đây có một cửa hang. Có lẽ những người gặp nạn đêm qua đang trú ở đây. Chúng ta mau vào xem sao. Trời, họ đã chết cả rồi. Sao lại thế? Vì lạnh quá chăng? Có lửa sưởi ấm mà. Hơn nữa trong tay họ đều còn nguyên củi. Sao họ lại không cho vào mà để lửa tắt cơ chứ? Rõ cả rồi. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài, mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn. Giá mà họ biết nghĩ cho nhau mà hy sinh lợi ích của riêng bản thân thì đã không thế. Quà của rừng. Nè, giỏ lan của cậu nè. May quá, tớ vừa đến thì xe chuyển bánh. Cảm ơn cậu, chỉ tại cái chân gãy của tớ mà làm phiền cậu cả sáng nay rồi. Không sao đâu, được đến nhà cậu thường xuyên để ngắm hoa phong lan là tớ thích lắm rồi. Ước gì nhà tớ cũng có một vườn phong lan như nhà cậu. Phong lan rất khó tính, nó ưa ẩm và bóng râm, nhưng chỉ cần thiếu ánh sáng một chút thôi, nó cũng sẽ không lớn lên khỏe mạnh được. Những giống lan khác nhau thì cũng có những sở thích khác nhau đấy cậu ạ. À, vâng, vâng, tớ hiểu rồi ạ. Thưa nhà phong lan học, ước gì tớ cũng có một giò lan xinh đẹp thế này. Bố tớ bảo sắp gửi về đây một cây lan rất hiếm. Cầu Diệp, cậu đã nghe bao giờ chưa? Tớ đọc được rằng cầu Diệp là một kiệt tác của tạo hóa. Những cụm hoa nhỏ xếp sát nhau, nở xòe ra ba gốc, rất rạng rỡ và thơm ngào ngạt nữa. Chà, đúng là một loài hoa tuyệt diệu. Hôm nào ba gửi về, cậu lại ra bến xe lấy giúp tớ nha. Ok, không vấn đề gì. Mình chưa bao giờ thấy loài hoa đẹp thế này. Ước gì mình thật hạnh phúc, bạn ấy có cả một vườn lan đủ các loại. An ơi, ơi, cậu ở ngoài vườn à? Cậu đừng vào, tớ ra đây.
cậu có lấy được cầu Diệp về không? Tớ ra bến xe, nhưng chẳng may cây lan bị dập nát hết rồi nên tớ không lấy nữa. Sao cơ? Sao lại thế? Chắc là bị hành lý đổ đè lên. Tớ xin lỗi. Có phải lỗi của cậu đâu. Tớ phải cảm ơn cậu đã vất vả vì tớ mới đúng chứ. Chỉ tiếc là giò lan cầu Điệp ấy rất đẹp và quý hiếm. Ba mà biết chắc cũng tiếc lắm. Thôi, tớ về nha. Bình có rất nhiều phong lan. Mình chỉ giữ một mình cầu Diệp thôi. Mình sẽ chăm sóc nó thật tốt. Nắng lên rồi. May mình ra kịp. Mình nhớ là mình đã nói phong lan ưa ẩm và bóng râm. Hả? Sao cầu Diệp lại héo rũ thế này nhỉ? Mình đâu có để cây thiếu nước cơ chứ. Trời, cầu Diệp, mày chết rồi ư? Trời ơi, nếu mình không nói dối để mang cầu Diệp về nhà mình thì cầu Diệp đã không chết thế này. Tất cả là tại mình. Mình phải làm sao bây giờ? Nếu cứ để cầu Diệp ở đây nó sẽ chết. Người duy nhất cứu được nó lúc này chỉ có thể là Minh. Nhưng nếu thế thì mình sẽ biết hết mọi chuyện. Ôi không, mình thật đáng xấu hổ. Không, mình không thể làm thế được. Cầu Diệp phải sống. Mình phải cứu sống cầu Diệp. Lan, cậu sao thế? Tớ xin lỗi cậu. Tớ đã định giữ nó cho mình. Cây cầu Diệp ư? Sao cậu bảo? Tớ cũng muốn có một cây phong lan nên đã đưa nó về. Bình ơi, tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Cậu mau cứu cầu Diệp đi. Nó sắp chết rồi. Không sao đâu. Để tớ. Tớ sẽ làm nó tươi tắn trở lại cho cậu xem. Đối với giống lan này, nó ưa ẩm nhưng cũng phải để đất thoáng. Không được để úng nước cậu ạ. Những hòn lan này sẽ hút nước, cho đất bớt úng. Với cả, nó cũng cần ánh nắng vừa đủ nữa. Tớ có nói rồi nhưng cậu quên đó. Cậu cho tớ làm thử nhé. Ừ, cậu làm thử đi. Thế này đã được chưa Bình? À, được rồi, cậu đừng lo. Vài hôm nữa là cây khỏe mạnh tươi tắn lại thôi. Ôi, may quá. Bình, tớ... Không sao đâu, tớ hiểu mà. Cậu không đem cầu Diệp về thì tớ cũng định mang nó sang cho cậu. Sao? Thật ra, trong thư ba tớ dặn á, cây cầu Diệp này gửi về tặng cậu. Vì cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Cậu luôn bên cạnh giúp đỡ tớ. Nếu lần nào ba gửi cây về, cậu cũng ra bến xe lấy cho tớ. An ơi, cảm ơn cậu. Dậy con. Anh về rồi đây, có cần anh giúp gì không? Anh dọn bát đĩa ra giúp em, cái hoa sắp tới rồi. Còn đâu em? Nó vẫn đang viết bài trong kia. Sắp hết hạn nộp bài thi rồi, nên con bé khá căng thẳng. Cậu, ăn thử món gà chiên sả ớt này đi, ngon lắm. Cô Hoa cứ tự nhiên như ở nhà nha. Ơi, có gì chứ, ăn thì tôi không biết ngại đâu ạ. Trình độ nấu nướng của cậu dạo này lên tay rồi đấy. Cậu cứ quá lời. Cô Hoa là ban giám khảo cuộc thi viết văn thiếu niên bên báo Mật Xanh mà con đang tham gia đấy. Vậy ạ? Sau này cháu cũng muốn được làm ban giám khảo giống như cô. Con ăn xong rồi, con mời cô và bố mẹ ăn cơm. Cái Linh dạo này chỉ ngồi trong phòng viết lách y như nhà văn. Con bé chăm chỉ như vậy chắc chắn là có được kết quả tốt. Đấy là còn tùy thuộc vào cậu. Nhớ để ý bài viết của cháu giúp tớ nhé. Ừ, tớ biết rồi. Hôm nay anh thấy em nhờ Hoa để ý bài viết của con. Vâng, em đã đưa cho cái hoa phong bì và chút quà rồi. Cái hoa với chồng nó đều nằm trong ban giám khảo. Con mình kiểu gì chả được giải.
Anh thấy việc này không được ổn cho lắm. Ổn chứ anh, chúng ta có nhiều mối quan hệ tốt. Em chỉ hỗ trợ con một chút để mọi chuyện được suôn sẻ thôi. Em muốn tạo lập cho con những bước đi vững chắc từ nhỏ. Nếu con mình quen với thành công thì lớn lên nó sẽ tự tin để đương đầu với cuộc sống. Con mình vẫn luôn cố gắng, anh tin rằng nó sẽ làm được. Không có gì là chắc chắn anh à. Chỉ khi ta nắm đằng chui. Anh e rằng nếu con biết được em sắp xếp hết mọi việc từ đầu thì nó sẽ không còn tin vào khả năng của mình nữa. Anh làm sao vậy? Em muốn tốt cho con. Anh hiểu mà, có cả trăm cả ngàn bài dự thi, liệu con mình có đạt được giải hay không? Nếu không được cũng có sao đâu. Chỉ cần con mình đã cố gắng. Vấn đề ở đây á là em phải tin con sẽ làm được, để ở bên ủng hộ con. Vấn đề là cả họ hàng đều biết Linh tham gia cuộc thi này, và con bé sẽ phải có giải. Em cũng đã nhờ Hoa rồi. Bố mẹ ơi, là thư báo mực xanh à? Con tự mở ra xem đi. Con được giải nhất. Chúc mừng con. Đấy, thấy con được giải, anh cũng vui thế mà. Em phải gọi điện cảm ơn Hoa đi. Hoa hả? Tớ gọi điện cảm ơn cậu về vụ cuộc thi viết văn. Chào em, anh Quân đây. Hoa đang dở chút việc. Anh Quân ạ, em chào anh. Em gọi điện để cảm ơn vợ chồng anh về cuộc thi viết văn. Cuộc thi viết văn ư? Sao lại cảm ơn vợ chồng anh? Thì cảm ơn vợ chồng anh đã để ý bài viết của cháu Linh nhà em, chứ còn sao nữa. Em biết cháu Linh có được kết quả tốt như vậy cũng là nhờ vợ chồng anh. Cô vui tính quá. Bài thi rọc phách hết. Ban giám khảo làm sao biết bài thi của ai cơ chứ. Anh cũng vừa biết bài được giải nhất là của cháu Linh. Chúc mừng gia đình nhé. Thế à? Mà anh cũng phải nể phục cô bé Linh đấy. Lúc chấm giải, cả hội đồng ban giám khảo ai cũng tấm tắc khen bài văn được điểm tuyệt đối đấy. Không có điểm nào chê được cả. Con bé rất có thực lực đấy. Dạ vâng. Cảm ơn anh đã quá khen. Để chúc mừng con, hôm nay cả nhà của ta sẽ đi ăn nhà hàng nhé. Vâng ạ, để con đi thay váy đẹp ạ. Em luôn nghĩ rằng cách em giúp con là đúng, nhưng mà có vẻ không phải như vậy rồi. Con mình có thể làm được, con đã cố gắng hết mình. Con của mình đã thực sự có được một cách xứng đáng. Việc của chúng ta là tin tưởng và ủng hộ con, đúng không nào? Em biết rồi, em sẽ luôn ở bên tin tưởng và ủng hộ con. Em nhận ra như vậy anh rất vui. Nào, em cũng vào thay đồ đi, rồi cả nhà mình cùng đi ăn mừng. Truyền thuyết Thác Cam Vàng. Ngày xưa, trong rừng sâu ít người qua lại, có hai vợ chồng ông lão nọ không có con, sống bằng nghề trồng trọt. Hai ông bà làm lụng, chăm chỉ, ngày qua ngày bên quả đồi của mình. Ông ơi, những cây cam nhà ta đã ra hoa rồi kìa. Chà, chà, hoa to thế này chắc chắn là sẽ ra những quả cam lớn lắm đây. Bà ơi, đợi khi nào những cây cam này được thu hoạch thì bà sẽ có tiền mua bộ quần áo mới nha. Xem kìa, bộ quần áo của bà đã sẵn hết cả rồi. Ông cũng thế nha, khi nào thu hoạch cam, ông hẳn mua vài cúc rượu ngon nhâm nhi với mấy người bạn dưới núi cho thỏa. Ông ơi, ông xem kìa, cây cam đã đậu quả rồi ông ơi. Kỳ lạ nhỉ, mới đậu quả được có một vài ngày mà đã to bằng nắm tay rồi bà. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là cả vườn này, những 100 cây lại đậu đúng có một quả thôi ông ạ. Không có quả thứ hai đâu. Thật sao? Đúng thế, tôi đã tìm mỏi mắt rồi, chỉ thấy có duy nhất quả này thôi. Chào ông bà lão. Ông là ai? Ở đâu tới đây thế?
Tôi nghe bà có quả cam rất đặc biệt nên tới để hỏi mua đấy mà. Mua, nhưng cả quả đồi nhà chúng tôi chỉ đậu đúng một quả. Chúng tôi định để làm giống thôi, không bán đâu. 200 lượng bạc có bán không? Hả? 200 lượng bạc? Ông, tôi có nghe nhầm không? Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy số tiền nào lớn như thế cả. Thôi ta bán đi ông ơi, để tôi đi hái cam. Từ từ đã, hiện giờ tôi chưa cần đến quả cam này. Đúng 100 ngày sau tôi sẽ quay lại lấy. Hai người hãy nhớ, trong 100 ngày đó, hai người phải canh giữ quả cam thật cẩn thận, không được để cho kẻ nào sờ vào nó. Ông yên tâm, nơi chúng tôi ở rất heo hút, chả có người qua lại đâu. Nhưng ông phải nói là ông cần quả cam này để làm gì, nếu không tôi sẽ không bán cho ông đâu. Quả cam này là một báu vật, còn để làm gì ư? Ta sẽ nói cho ông bà vào 100 ngày nữa. Từ hôm đó, chồng ông lão thay nhau canh giữ cây cam quý. 99 ngày trôi qua, hai ông bà đều mệt mỏi bởi thiếu ngủ và canh giữ cây cam bất luận ngày đêm. Ôi, đã 99 ngày trôi qua rồi. Dù sao thì quả cam này cũng đã chín. Hái trước một ngày chắc cũng không sao đâu. Chúng ta hãy hái quả cam này xuống rồi mang vào trong nhà cất đi bà. Chúng ta đã mệt mỏi quá, không thể canh giữ được nữa rồi. Ông nói phải đó. Chà chà, mùi thơm phức, chín rồi đây. Đây, tiền của ông đây. Ông lão, quả cam vàng thế nào rồi? Quả cam đã chín, tôi hái nó vào từ tối hôm qua. Hả? Hái rồi sao? Thiếu mất một ngày, sợ không đủ lực thì hỏng hết. Rốt cuộc là quả cam này có tác dụng gì vậy? Đằng nào cũng hái rồi, giờ không liên quan đến ông bà nữa. Dưới kia toàn là vàng. Ta giàu rồi, ta là bá chủ rồi. À! Tôi nghĩ đây không phải là những đồng tiền làm ra từ sức lao động của chúng ta, thì không phải là thứ nên giữ lại. Ông nói phải, của trời trời lại lấy đi. Chỉ có những gì là sức lao động của ta thì mới bền chặt được. Từ đó về sau, thác nước đó được gọi là thác cam vàng. Ai cũng biết là dưới thác có một cái đầm nhiều châu báu, nhưng không ai tìm ra chìa khóa để mở kho báu đó cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!